Bất động sản Vĩnh Long Thanh Toàn kính chúc anh chị em, cô chú trong và ngoài nước nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Và hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình 1.000 mét đất ruộng thuộc xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày Toàn đi quay trời chuyển mưa nên video nó hơi tối chút nha anh chị em mình. Và trước mặt Toàn á anh chị em, cây nọc ranh á, ngay ngón tay Toàn chỉ đó anh chị em, cây nọc ranh lên chút xíu thẳng lên trước là cạnh dài của đất mình. Và hai cạnh dài của đất mình á, cạnh nào cũng là 59 mét hết nha anh chị em. Ngay ngón tay Toàn á là vị trí đất mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay nha. Và để Toàn đi hết cạnh dài của đất rồi Toàn lên Toàn quay cái lộ cho anh chị em mình xem luôn. Và cái lộ của đất mình á là lộ nhựa nha. Và miếng đất của mình á cặp theo mặt tiền lộ nhựa là tới 59 mét luôn nha anh chị em mình. Để chút xíu Toàn lên đó Toàn quay cho anh chị em mình xem thật là kỹ luôn. Và kênh của Toàn anh chị em, ngày nào thì cũng như ngày nấy nha, cứ 7 giờ tối là Toàn sẽ đưa đất, đưa nhà lên bán. Đất với nhà toàn bộ Toàn nhận trực tiếp với chủ nhà, chủ đất luôn. Bởi vì vậy á, anh chị em mình có nhu cầu mua đất, mua nhà ở Vĩnh Long á, vui lòng đăng ký kênh của Toàn. Ngày nào Toàn cũng có đất có nhà, thế nào cũng có một hai miếng gì đó, nó phù hợp với anh chị em mình. Và dạo này á, dịch Covid nó hoành hành quá, đất bà con gửi rất là nhiều, nhưng mà Toàn bữa đi quay được bữa không anh chị em mình ơi, tại vì nó quá nhiều chốt. Cái miếng đất mà Toàn muốn giới thiệu anh chị em mình ngày hôm nay là bên trái của màn hình nha anh chị em mình. Và cái miếng đất này á, anh chị em mình muốn làm ruộng á, thì anh chị em mình gom cái đất ngay giữa mình lại nè. Tại đất mình á, đổ đất ngay giữa này nó rất là nhiều luôn, gom lại là xây một cái nhà ở hết sức là thoải mái nha, khỏi cần bơm cát luôn á, đất rất là nhiều. Còn anh chị em mình không làm ruộng á, thì anh chị em mình có thể là ban cái mấy cù đất này ra. Ban mấy cù đất này ra thì anh chị em mình có thể là trồng ổi, mít, xoài, mận gì đó thoải mái, khỏi cần phải là chở đất ở đâu về cả, nó cao ráo hẳn hồi luôn anh chị em mình, rất là nhiều đất. Anh chị em mình muốn xây nhà trên đất này thì đất này là thuộc hướng đông nam, còn vấn đề mà điện với nước thì anh chị em mình phải chịu khó kéo khoảng 500 mét mới có điện có nước nha anh chị em mình. Trên con lộ này thì nhà nước chưa kéo điện có nước nha. Anh chị em mình từ bến xe miền Tây về đây mua một công đất này thì phải mất hết 3 giờ chạy xe, khoảng cách của nó là 121 km. Và chủ kêu bán 1.000 mét đất này á, với cái giá là 700 triệu nha anh chị em mình. Và giá này thì ông nói không có thương lượng gì hết nha anh chị em, thủ tục chuyển nhượng á, thì bên ai người đó chịu luôn. Cái miếng đất này của mình á, là nó mặt tiền lộ nhựa nó được tới 59 mét lận. Anh chị em mình chịu khó theo Toàn đến hết video á, Toàn lên lộ nhựa Toàn quay cho anh chị em mình xem tổng quan hết rồi anh chị em mình mới biết giá trị của miếng đất mình là như thế nào nha. Cái miếng đất này á, vị trí nó rất là tốt anh chị em. Thứ nhất á, là nó cặp lộ nhựa luôn, lộ nhựa là xe tải khoảng 5 tấn là chạy vào là thoải mái anh chị em. Và miếng đất mình đó là anh chị em mình muốn lên clip trồng cây trái này kia thì đất này nó có kinh trên bằng phán mình đó là nó có con kinh dẫn nước luôn, riêng biệt chứ không có nhờ giả ai hết nghe anh chị em mình. Cái con lộ nhựa này thì nhà nước mới mở được khoảng chừng 2 năm, hơn 2 năm trở lại đây thôi anh chị em mình. Bởi vậy thì nhà nước chưa có kéo điện có nước và bà con thì ở đây cũng lưa thưa thôi chứ cũng không có nhiều lắm nghe anh chị em. Bởi vậy rất thích hợp cho anh em chị em mình lên vườn trồng cây trái qua màu. Trước mặt Toàn đó anh chị em mình, đó tới chim mấy chân lúa xanh xanh nó ngang vô là cạnh ngang của đất mình. Và tới đó nó cũng là hết cái cạnh dài của đất mình rồi. Tổng diện tích của miếng đất này là nó được 1.000 mét, tức là một công đất đó anh chị em. Và Toàn nãy giờ đi cạnh dài của đất, cạnh dài của đất là 59 mét, hai cạnh, cạnh nào cũng 59 mét hết. Và hai cạnh ngang của đất mình, để Toàn bước lên trước chút xíu rồi Toàn quay vô cạnh ngang cho anh chị em mình nó dễ biết nè. Đây, ngay góc này Toàn đứng ngay góc nha. Và thẳng ra đụng vô lộ là 17 mét nha anh chị em. Hai cạnh ngang của đất mình á, cạnh nào cũng là 17 mét hết nha. Đất của mình á, chiều sâu á, thì nó không có được bao nhiêu á, chỉ có được 17 mét thôi. Nhưng mà nó được lợi thế là mặt tiền của đất mình á, cặp lộ nhựa nó tới được 59 mét được. Bởi vậy miếng đất này nó khá là có giá trị nha anh chị em mình. Để Toàn bước lên lộ đi lần trước Toàn quay giới thiệu con lộ rồi kỹ cho anh chị em mình biết rành về cái khu vực đất này luôn nha. Khu vực này thì nước cũng ngọt quanh năm nha anh chị em. Và cũng như vậy xung quanh đây bà con cũng lên clip trồng dừa, trồng ổi với lại trồng sầu riêng đồ tùm lum hết anh chị em mình. Tới trước này là con lộ rồi, con lộ của đất mình rồi đó. Mình được sở hữu ra đụng ngoài tới mấy lộ luôn nha anh chị em mình. Và đây là con kinh dẫn nước và con kinh này thì nó có thể hiện trên bằng phán mình luôn anh chị em. Bởi vậy con chị em mình mua đất này là nước nôi thì không cần phải bận tâm nha. Rồi giờ để Toàn bước lên lộ rồi Toàn quay cho anh chị em mình xem con lộ của đất mình nè. Toàn quên lưu ý với bà con mình như cái điểm này nữa. Ở đây là con lộ này là lộ nông thôn, nhà nước lấy về là đạt chuẩn rồi, nhà nước không có lấy nữa.
Bởi vậy anh chị em mình đừng có sợ điển hình đất mình vô có 17 mét, nhà nước lấy làm lộ cái nữa hết. Lộ nhà nước làm lộ nông thôn cái này là cái này thôi. Bởi vì vậy á, mà trên bằng phán mình không có lộ giới nha anh chị em. Lộ nông thôn mình nó là như vậy. Không có mở thêm nữa đâu anh chị em mình đừng có quan tâm. Và đây là Toàn đứng quay nhìn tổng quan cái lộ với miếng đất mình luôn anh chị em. Và miếng đất nhìn theo ngón tay này của Toàn á, xuống cái cụ đất cao cao đó là cái miếng đất mà Toàn lội nãy giờ giới thiệu cho anh chị em mình á. Và cũng từ vị trí của miếng đất này á, mà ra tới ngoài cầu Mỹ Thuận của Vĩnh Long mình á, thì mất hết 40 phút chạy xe nha anh chị em. Khoảng cách của nó là 25 km. Bây giờ Toàn quay tổng quan cái xung quanh cho anh chị em mình xem nè. Ở đây khu ngay chỗ cặp đất mình á, thì bà con làm lúa là chính. Xích lên trên chút nữa thì bà con lên clip trồng cây hoa màu tùm lum trên đó. Và còn nhìn theo hướng camera này của Toàn á, cái hướng này thì ra ngoài chợ Cái Ngang. Đây ra đó thì khoảng 15 phút chạy xe. Khoảng cách của nó là 8 km là đụng chợ Cái Ngang nha anh chị em mình. Và Toàn xin chào anh chị em mình nha.